Mình nghĩ rằng là nhiều đứa anh thấy là nó nghĩ rằng là mình ngồi để mình suy nghĩ coi làm sao mình trả lời câu hỏi này, hay mình nói cái lời nói này cho nó khôn ngoan đủ không, là mình làm gì đó, là mình có chinh phục người ta không, mình đang cố tình chinh phục người ta không, có không? Không anh. Có xong có, tại vì Tại bạn em em không có chinh à. phục người ta đó, em suy nghĩ lâu gì đấy mình ra cái lời nói cho nó mà hay, hay là cho nó thông minh, hay là những gì vậy? Đúng rồi. Thì mình chỉ có làm gì đó để mình chinh phục người ta thôi hả? Còn như anh nói ra, như thí dụ như anh nói ra đi, xong rồi anh nói sai đi, thì anh nói anh sai thì đó là anh chỉnh sửa lại. Thì anh nói cái đó, một ABC cái đó không đúng, hồi nãy anh nói mau quá, nó không đúng, nó phải là ABC, nó chỉ có AB thôi, thì có ai nói được gì không? Không ạ. Không, em có thể bắt lỗi được không? Không ạ. Em có một cái mà em nhận ra như thế này anh Tài. Như em từ từ nhỏ đến giờ thì ông bà hay có cái câu mà khi trước khi mình nói mình phải suy nghĩ, giống như là mình uống cái nước mình 7 lần trước khi mình nói. Là ngày xưa là em được ông bà dạy như vậy. Sau rồi khi mà đi học á Mình thì đang hỏi ở mà trường lớp. mình đang hỏi là cái ông bà đó, cái người mà đang dạy mình đó, họ ra ngoài đường đó họ biết ăn nói giỏi không, biết biết là không, ủa tại sao mà em phải suy nghĩ lâu như vậy? Không 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 cái ông bà đây là giống như là cái truyền thống mà ông đúng bà rồi, dạy dạy lại cho mình á anh, đúng thì rồi, không có đánh giá được, em cảm thấy là không có đánh giá được. tại sao đấm giá không được? Bởi vì cái câu đó là ví dụ người xưa dạy lại cho mình á, thì sao mình đánh giá như cái người ngày xưa được ạ? Nó vậy thôi, tại vì cái người đó là ai? Không Không là biết. ai hết. Nó không ai, mình không biết đó. Sao mình biết nó đang nói giỏi? Như như em mà nói là Bác Hồ nói hồi xưa này đúng không, thì mình có thể nói ok cái đó Bác Hồ nói, hay là cái đó là ông tướng Trần nào ông nói, hay là ông đại tướng Giáp ông nói, thì cái đó mình con nói. Còn cái truyền thống như ngày xưa nó nói ABC gì đó ok, thì mình nói thử cái người đó là ai, cái người mà dạy mình cái lời nói đó là ai. Chưa Chứ chưa giờ chưa từng suy nghĩ đến vấn đề đó anh. cái người đó trung bình đó là cái người đó trong gia đình mình, sao mình phải hỏi là cái người trong gia đình mình nó chia sẻ cái lời nói đó không, là cái người đó họ không biết ai nói cái lời nói đó, thì mình phải nói là nó người đó là cái người đang nói mình cái lời nói đó, đúng không? Như 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 gia đình mình đi, cha mẹ mình nói rằng đó là ngày xưa người ta nói rằng đó là ABC đi, xong mình hỏi rằng đó là cái người xưa đó là ai vậy, ông nội của họ là ai, cố nội của họ là ai, không? Còn họ nói chỉ ngày xưa người xưa đó không, thì mình phải nghĩ rằng đó là cái lời nói của cha mẹ mình chứ không phải là người xưa. Còn như cha mẹ mình mà nói rằng đó không, đó đây là lời nói của Bác Hồ, hay đây là lời nói của Thủ tướng, hay là Võ Văn Kiệt, hay là đây là cái lời nói của mà đại tướng hay là gì đó không, thì cái đó mình còn đó là mình nghe được, đúng không? Mình suy nghĩ được. Còn như khúc mà anh nghe người ta nói gì đó không, là lúc nào anh cũng nhớ không, cái luật thứ năm là gì, là mình phải làm cái hành động mình phải là kiểm soát cái thông tin nó có rõ ràng, nó chính xác, nó có thực tế là không. Ok, em hiểu không? Như như thí dụ như cha cha mẹ của anh đi, cha mẹ của anh đó có giàu không, Không. có ra ngoài đường biết ăn nói với người ta không, có biết Không. là kết bạn với người ta, biết đồng minh với người ta không, Không. có chức có quyền gì không? Không. Không, thì á, là ông nội bà nội của anh á có chức có quyền có mà gì không? Không, không có luôn, thì họ chỉ lặp lại cái lời nói của người nghèo khác thôi à, đúng không? Ok, Đúng tại vì rồi. á, là cũng mà mình nghe gì đó mình phải hỏi ông là ai đưa ra thông tin này, đúng không? Là cái Đúng rồi. lý do mà anh làm mấy cái video mà đàn ông mạnh mẽ này bông, mà để cho tụi em suy nghĩ rồi bông, cái này nó có lý là không, mình phải suy nghĩ rồi cái này có lý chứ, mình nghe người ta nói xong mình không chứng minh được, mình không có xác nhận được đó bông. Anh nói tụi em rồi, mình ra ngoài đời đó mình chỉ xác nhận bằng gì,
bằng toán với khoa học, hay là cái gì mà mình không có xác nhận được đó bằng toán với khoa học đó, không, mình nên nó tránh khỏi. Tại sao anh không có tin vụ dị đoan, tại sao anh không có dạy tụi em vụ dị đoan phong thủy đồ số đẹp đồ ba đồ quỷ đó, anh thấy? Tại vì là anh không có chứng minh được. Tại vì nó không chứng minh được. Đúng rồi, làm sao anh chứng minh được? Như anh nói, anh mới chỉ dạy tụi em á, là hay cái thằng đó nó ăn nói mình gì đó không, mình gặp cái mâu thuẫn này đó không, mình phải nhìn lại ngày xưa đó không, lần đầu tiên đó mình gặp nó đó, mình gặp cái trở ngại gì đó trước khi đây rồi, trước khi mình gặp cái mâu thuẫn này ngày hôm nay đó, là nó có cái chuyện gì xảy ra trước đây, có cái chuyện gì xảy ra trước đây đó, sao mình phải nhớ đó, là cũng là lần đầu tiên đó, là cái bài học anh dạy tụi em là gì, là cái lần đầu tiên mà mình gặp cái trở ngại đó không, mình phải giải quyết ngay lúc đó. Mình gặp cái mâu thuẫn nhỏ đó, mình giải quyết ngay lúc đó, và sau mình chặn nó lại, mình không có để cho nó tiếp tục nữa. Yeah. Nó không khác gì đó là ở dưới Cà Mau, dưới quê của anh đó không, thì đó là mình, nó nói rằng đó là mình trồng rau muống đó không, nó có con mà trùng giống đó, nó lại nó ăn rau muống của mình hết trơn đó không, mình mới thấy có con một đó không, sau mình thì mình phải xóa bỏ con đó, còn mình không xóa bỏ thì nó sanh ra mấy con trùng khác đó, nó ăn hết trơn rau muống của mình, sao nó ăn hết trơn rau cải của mình hết trơn, đúng không? Đúng rồi. Ok, thì đó là mình chặn ngay đó, và xong cái sau này đó, nó không có xảy ra chuyện lớn được nữa.